Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì đầu năm 2024, hãng Honeywell đã giới thiệu ra thị trường một dòng máy in bảo vật để bàn hoàn toàn mới, có model đó là Honeywell PC42ET. Thì đây là một dòng máy để thay thế cho dòng máy in cũ có model đó là Honeywell PC42T và Honeywell PC42T Plus. Hai dòng đó thì đã được sản xuất. Thì Thế Giới Bảo Vật là một trong những đơn vị đầu tiên được trải nghiệm cái dòng máy mới này. Thì mọi người hãy cùng em khám phá xem dòng máy mới này có gì khác biệt, có gì cải tiến và những thông số cơ bản của dòng máy này nha. Thì đây là dòng máy Honeywell PC42ET mà em muốn giới thiệu cho mọi người. Thì đây là một dòng máy mà Honeywell vừa mới ra mắt nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn sơ bộ về cái hình dáng bên ngoài. Thì để cho mọi người có thể là nhìn trực quan hơn để xem nó có khác biệt gì so với cái dòng máy cũ, thì em chuẩn bị một dòng máy cũ đây ha. Đây, thì đây là chiếc máy cũ Honeywell PC42ET. Thì đầu tiên thì về cái hình dáng bên ngoài thì chiếc PC42ET này nhìn nó khá là vuông vức và nhìn nó hiện đại hơn. Còn về kích thước thì nó cũng không có khác biệt là bao, nó cũng xem gần bằng nhau ha. Còn là nhìn bên này thì nó sẽ vuông vức, nhìn có vẻ là hiện đại hơn nha mọi người. Đó thì đó là cái sự khác biệt về hình dáng bên ngoài. Thì tiếp theo em sẽ đi cho mọi người xem một số cái khác biệt khác về cái tính năng cũng như về cái hiệu suất cũng như là về một số thông số. Này, em nhìn qua ha. Thì đầu tiên mọi người có thể thấy ở trên này nó có ba cái, trên này nó có cái phím và cái đèn để hiển thị cho mọi người biết ha. Thì một trong những cái nhược điểm của cái dòng Honeywell PC42T cũ đó là cái lúc chế độ phít giấy của nó, giấy nó chảy ra khá là nhiều. Lúc mà in phít giấy lần đầu tiên cho máy nó nhiều giấy thì giấy chảy ra khá là nhiều. Thì đây là một trong những cái nhược điểm mà khách hàng khá là không mong muốn cái điều này. Thì dòng máy mới này thì hãng đã lắng nghe và cải thiện được. Đó là nó có cái nút Eco. Thì khi mà mình kích hoạt cái nút Eco này thì cái chế độ tiết kiệm giấy của máy sẽ được kích hoạt. Thành ra là khi mà viết giấy hoặc là cho máy nhiều giấy thì cái số lượng giấy chảy ra rất là ít. Đó, nhằm mục đích là tiết kiệm giấy cho máy ha. Rồi còn đây có cái nút Fit cũng tương tự như cái nút ở trên kia. Thì để cho nó chảy ra. Và đây là cái đèn của máy. Rồi, em sẽ đi một xí về cái cổng kết nối của cái dòng máy này. Thì đối với cái bản tiêu chuẩn thì Honeywell 42ET cũng được nâng cấp, đó là nó có luôn cổng LED. Mọi người có thể thấy ha, đấy có luôn cổng LED. Mà nếu như mà cái dòng của PC42T thì phải là phiên bản PC42T Plus thì mới nó mới được trang bị cổng LED. Tiếp theo thì đây là có cổng USB Hot. Mục đích của cái cổng USB Hot này để cho mình ba cái, một của mình có thể là cắm bàn phím vào để mình có thể là sử dụng ha. Thứ hai đó mình có thể cắm máy quét bảo vật, cái scanner đó mình cắm máy quét bảo vật. Thứ ba đó mình có thể cắm cái USB bộ nhớ của mình đó. Mục đích là mình sẽ lưu trữ những cái file in hoặc là mình có thể là lập trình cho máy để quét bảo vật và in ra những content mà mình mong muốn. Thì cái này thì liên quan khá là nhiều đến cái phần lập trình để mà chiếc máy có thể là in theo mà mình mong muốn hoặc là quét vào những cái mã để nó có thể in ra những content đúng theo cái mã mình cài đặt ha. Tiếp theo cổng bên này là cũng là cổng USB device để cho mình kết nối với máy tính mình in ra giống như cái cổng kia bình thường. Và đây cái jack nguồn, còn bên này cái công tắc nguồn nha mọi người. Thêm một cái khác biệt thì hiện tại thì các cổng kết nối thì Honeywell PC42ET đã loại bỏ cái cổng kết nối serial thường với cổng com đó nha mọi người. Thì thay vào đó thì nếu mà mình muốn mua phụ kiện thì nó có thêm một cái phụ kiện đó là chuyển đổi từ cổng USB sang cổng com để mình có thể là sử dụng nếu như mà các bạn cần cái cổng com nhá. Đây, rồi tiếp theo tới vào bên trong thì để mở nắp máy lên ha. Đây, mở lên đây, mở lên nhìn vào bên trong một xí nha. Đây, bật lên rồi ha. Đó, mọi người nhìn vào bên trong thì cũng khá là khác biệt, khá là nhiều ha. Về cái nẹp giấy, đây là cái cần gạt giấy phía sau này, nhìn nó cũng khá là chắc chắn ha. Đây, di chuyển thuận lợi hơn so với cái dòng máy cũ này. Đó, mọi người xem đó, thì mình bấm cái này thì để cho mình cố định lại cái vị trí nẹp giấy, còn mình kéo lên thì nó sẽ di chuyển được ha. Đó thì đó là phần phía sau. Còn đây là cái loại cái trục thu và trục mực. Đây, trục thu và trục mực. Đây, ở đây có một cái hay thì Honeywell thì cái trục mực để cho mình có thể thay thế được, đó là mình có thể lắp được cái loại mực nhỏ 0.5 in hoặc là mình có thể lắp được cái loại mực lớn 1 in thì mình có thể thay đổi ở đây để mình có thể là lắp được cuộn loại mực nhỏ và loại mực lớn nha mọi người. Đây, nó có hướng dẫn cho mình để mình thao tác này. Đó. Và thêm ở phía dưới này thì đây là cái cảm biến ha. Biến này có cái cảm biến giấy ở đây thì nó có ba chế độ này để mình có thể là gạt qua. Thì cái này nó có thể sẵn luôn từng nấc như thế này. Một đó là cái ở bên này để mình có thể là đọc, khi nó đọc những cái giấy có bế điểm đen
hoặc là kéo ở đây thì đọc giấy gáp và giấy continue thì nó cũng có thể là đọc được nha mọi người. Đây thì cái bộ phận khá là quan trọng của dòng máy này, có thể nói là quan trọng nhất, đó là đầu in của máy. Thì đồ rộng đầu in này tương đương nó có vào rộng là 4 inch nha mọi người, tương đương đó là một tầm 105 mm ạ. Thì đây là đồ rộng máy. Dòng máy này hiện tại đang có hai phiên bản, một đó là dòng máy có độ phân giải đó là 203 dpi, thứ hai là dòng máy có độ phân giải là 300 dpi. Thì mọi người có thể lựa chọn một trong hai phiên bản đó để mà mình sử dụng nha mọi người. Nếu như mà mọi người sử dụng phiên bản 203 dpi thì tốc độ in maximum của nó là 6 inch trên giây, còn nếu mà sử dụng 300 dpi thì nó có tốc độ in đó là maximum đó là 5 inch trên một giây nha mọi người. Đó là một số thông số mọi người có thể quan tâm ha. Ngoài ra thì cái dòng máy này nó có thêm cái option riêng, đó là cái thêm cái option riêng mọi người có thể là gắn thêm option dọc cắt hoặc là option tự động lột lột giấy ha, dọc cắt hoặc tự động lột giấy, mà so với cái phiên bản cũ thì nó sẽ không có những cái option đó. Hoặc là mình có thể là sử dụng cái option đó là wifi hoặc là bluetooth thì thêm những cái option khá là hay. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ có những cái cổng kết nối này như lúc nãy em giới thiệu thôi ha, cổng USB này, USB hot, USB device và cổng lên đó, chỉ có ba cổng này. Còn nếu mà mọi người muốn option thêm chế độ không dây bằng wifi và bluetooth thì có thể là tùy chọn cái phiên bản khác ha. Và nó cũng có hai phiên bản là 203 và 300 dpi cho mọi người về độ phân giải. Đó, về phía trên này đây có cái cửa sổ để mình có thể là nhìn vào để mình thấy được là còn giấy hay hết giấy để nó cảnh báo ha. Ở đây có đèn led này, nút nhấn eco này, và đây là nút fit. Nó một số cái cơ bản về cái dòng máy này. Thì tiếp theo em sẽ lắp giấy mực và in thử cho mọi người xem về khả năng in ấn của dòng máy này. Thì ở đây em đã lắp sẵn giấy mực cũng như là thiết kế sẵn con tem này ha, để em in thử cho mọi người xem về cái chất lượng in của cái dòng máy này cũng như là cái tốc độ in của nó ha. Còn sau này thì mọi người có thể là tùy biến, mình có thể là in ở những cái phần mềm khác nhau cũng như là thiết kế con tem khác nhau. Đây mọi người có thể thấy ha, thì đây là những cái dòng chữ, đây là dòng máy có độ phân giải là 203 dpi ha, nên cái độ phân giải nên cái nét chữ của nó cũng vừa phải chứ không quá là sắc nét như được chữ 300 hay là 600 nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy là chữ này, mã vạch này, đây là mã vạch data matrix 2D này, mã vạch 1D này, 2D này, những ký hiệu ha, những cái chữ dòng chữ mọi người có thể xem. Chất lượng in nó cũng khá là đồng đều, em có thể in thêm cho mọi người xem nhá. In thêm vào 5 con đi ha. Đây chất lượng đi từ cái con thứ nhất từ này trở đi này rất là đồng đều nha mọi người có thể xem ha. Đó, đồng đều, tốc độ in nó cũng khá là ổn định. Nếu mà dòng máy 203 thì tốc độ in maximum của nó là 6 in nha, mọi người có thể điều chỉnh từ 6 in xuống 4 3 in gì đó, có thể tùy ý theo cái công suất in của mình. Đây là cái khả năng in của cái dòng máy Honeywell PC42ET này. Đó. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng cơ bản cũng như in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của dòng máy Honeywell PC42ET mới này. Thì nếu như mọi người cũng quan tâm tới dòng máy này hoặc là cần liên hệ đặt hàng ngay, mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibảomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.